Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB Bank chi nhánh Bà Rịa và chính quyền xã Quảng Long tổ chức bàn giao ngôi nhà 100 đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Đực ở ấp Bắc 2, xã Quảng Long, thành phố Bà Rịa. Căn nhà được xây dựng trên nền đất của gia đình có diện tích 40m², gồm một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp và công trình phụ. Tổng chi phí xây dựng 80 triệu đồng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Bà Rịa hỗ trợ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp gia đình ông Đực ổn định cuộc sống, tô thắm thêm tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa quân với dân, góp phần khẳng định phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ.